từ những nội dung trước đây khi chúng ta đã tìm hiểu, đã biết về các thành phần sinh học khác nhau ở trong cơ thể sinh vật cũng như ở thực vật cũng như biết về các yếu tố tạo nên sự chuyển hóa của các thành phần này tức là các enzyme có chức năng xúc tác thì hôm nay chúng ta tiếp tục nói về sự phối kết hợp của các yếu tố đó tạo nên quá trình gọi là quá trình trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất của các sinh vật thì vô cùng phức tạp và đến ngày nay người ta vẫn còn phải liên tục tìm hiểu và ngày càng phát hiện ra những quá trình trao đổi mới mà trước đây chưa từng biết. Do đó, ở nội dung này chúng ta cũng chỉ tìm hiểu về những trao đổi chất cơ bản mà thôi và chú trọng vào những trao đổi liên quan đến sự tồn tại, sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. Như qua hình này chúng ta đã từng thấy ở một số nội dung khác nhau trước đây, hoạt động trao đổi chất về cơ bản chúng được tổ chức và chúng được phân vùng thành nhiều phân khu khác nhau. Ví dụ như sẽ có những khu vực chuyên thực hiện các hoạt động, động đồng hóa carbon tức là liên quan đến quá trình quang hợp rồi khu vực liên quan đến hoạt động phân giải các sản phẩm của quá trình quang hợp đó là quá trình hô hấp xảy ra ở khu vực ti thể rồi những khu vực liên quan đến chuyển hóa các chất béo chuyển hóa các hợp chất đạm trong các mô hoặc ngay trong các tế bào sẽ có những phân khu chuyên trách cho từng nhóm các hoạt động trao đổi chất. Tuy nhiên, các hoạt động trao đổi chất đó không hoạt động một cách riêng rẽ mà chúng luôn luôn có sự tương tác, sự tương hỗ chặt chẽ với nhau. Một quá trình chuyển hóa này có thể lại ảnh hưởng hoặc là thúc đẩy hoặc là kìm hãm đối với một quá trình chuyển hóa khác. Do đó, nhìn chung khi tìm hiểu về quá trình trao đổi chất chúng ta phải nhìn nhận chúng ở một góc độ là các quá trình này có một sự tương tác rất phức tạp và đó cũng chính là những cái khó khăn gặp phải đối với những người đi sâu tìm hiểu về các hoạt động trao đổi chất. Tuy nhiên về cơ bản chúng ta cũng nhớ lại hoạt động trao đổi chất chúng ta đã có những hợp chất gọi là hợp chất trao đổi sơ cấp và những hợp chất trao đổi thứ cấp. Thì như hình này chúng ta sẽ có những hoạt động được gọi là hoạt động trao đổi sơ cấp ở đó bao gồm những quá trình trao đổi cơ bản để hình thành ra những hợp chất sơ cấp cơ bản nhất cần cho tất cả sinh vật cũng như cần cho tất cả các thực vật khác nhau. Sau đó từ các hợp chất trao đổi sơ cấp này có thể sẽ tiếp tục được chuyển hóa để hình thành ra các hợp chất thứ cấp khác nhau và các khu vực đó chúng ta được gọi là các trao đổi thứ cấp và các trao đổi thứ cấp này thì sẽ rất khác nhau giữa các đối tượng sinh vật khác nhau cũng như ngay trong một loài sinh vật có thể là nhóm sinh vật này trong loài hoặc là một giống cây trồng này trong loài thì có đặc điểm đó nhưng một giống cây trồng khác lại không có cái đặc điểm đó và chúng ta sẽ xem xét vị trí của quá trình trao đổi chất trong hoạt động sống nói chung nếu như chúng ta đã luôn luôn nhắc tới một tiến trình cơ bản quyết định đến sự sống của sinh vật đó là chuỗi thông tin di truyền từ DNA truyền thông tin sang cho RNA thông tin và từ thông tin của RNA thông tin này dịch mã để tạo ra các protein cũng như là các enzyme. Chuỗi tiến trình này vẫn được coi là chuỗi tiến trình cơ bản của sự sống của tất cả các sinh vật. Vậy còn quá trình trao đổi chất thì sao? Chúng ta biết rằng từ các enzyme, các protein đó thì sẽ quyết định và dẫn đến quá trình trao đổi chất và từ quá trình trao đổi chất đó thì sẽ quyết định lên quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Như vậy trong chuỗi quá trình của sự sống từ cơ sở của thông tin di truyền đến sự sinh trưởng của sinh vật thì quá trình trao đổi chất là một mắt xích cơ bản trong quá trình này. Hoạt động khác nhau của quá trình tình trao đổi chất này sẽ có ảnh hưởng một cách rõ rệt đến hoạt động sinh trưởng và phát triển của sinh vật cũng như của thực vật và ngược lại các yếu tố khác nhau cũng ảnh hưởng và tác động lên hoạt động trao đổi chất đầu tiên có thể nói tới là tình trạng phát triển của sinh vật sẽ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động trao đổi chất một đối tượng ví dụ như một thực vật ở trong một tình trạng phát triển tốt sẽ có hoạt động trao đổi chất rất khác đối với một thực vật trong tình trạng sinh trưởng kém ví dụ như đang gặp các điều kiện bất lợi như khô hạ mặn bên cạnh đó các giai đoạn phát triển thì cũng làm cho hoạt động trao đổi chất hoàn toàn khác nhau hoạt động trao đổi chất của một thực vật ở giai đoạn còn non sẽ khác rất nhiều so với hoạt động trao đổi chất của một thực vật ở giai đoạn trưởng thành hoặc thực vật đã chuyển sang giai đoạn hóa già song hành với đó các điều kiện ngoại cảnh bao gồm có nhiệt độ ph ánh sáng các ion đặc biệt là các dinh dưỡng thì cũng ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi chất và để đạt được hoạt động trao đổi chất tối ưu cho một đối tượng thường người ta phải tìm được một nhiệt độ tối ưu một ph tối ưu một điều kiện ánh sáng tối ưu cũng như là một chế độ dinh dưỡng tối ưu để cho hoạt động trao trao đổi chất diễn ra hoàn thiện nhất từ đó giúp cho hoạt động sinh trưởng và phát triển đạt được tối ưu nhất. Yếu tố tác động tiếp theo là năng lượng tế bào đặc biệt là phân tử ATP. Như chúng ta đã biết ATP là một yếu tố ảnh hưởng một cách sâu sắc đến các hoạt động trao đổi chất. Mặc dù rằng tác động của ATP đến từng quá trình có thể là khác nhau, có thể là một quá trình nào đó không có ATP hoặc ATP ít thì sẽ không xảy ra hoặc xảy ra một cách yếu ớt. Tuy nhiên cũng có thể ở trong một trường hợp nào đó thì khi mà năng lượng tức là ATP ít lại là lúc mà một quá trình nào đó được tăng cường để tìm cách bù đắp sự thiếu hụt atp đó yếu tố ảnh hưởng tiếp theo đến hoạt động trao đổi chất đó là các chất điều hòa sinh trưởng như chúng ta biết đối với thực vật người ta đã xác định được nhiều nhóm hợp chất điều hòa sinh trưởng khác nhau và các chất điều hòa sinh trưởng này tác động của chúng ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác nhau của sinh vật và một trong những khía cạnh mà các chất điều hòa sinh trưởng sẽ tác động tới là chúng sẽ tác động vào hoạt động trao đổi chất và chính nhờ thông qua tác động vào hoạt động trao đổi chất mà các chất điều hòa sinh trưởng có thể đạt được hiệu quả tác động của chúng và đương nhiên hoạt động trao đổi chất cũng sẽ được tác động bởi quá trình biểu hiện di truyền. Đặc biệt trong những năm gần đây, người ta thấy hoạt động trao đổi chất được tác động thông qua các yếu tố điều hòa phiên mã. Tiếng Anh gọi là transcription factor, thường viết tắt là TF. Với sự hiểu biết ngày càng sâu rộng về các quá trình biểu hiện di truyền cũng như là các yếu tố điều hòa phiên mã, người ta càng ngày càng xác định được có nhiều yếu tố điều hòa phiên mã khác nhau có tác động rất cụ thể đến các hoạt động trao đổi chất của sinh vật cũng như của thực vật. Ở trên bảng này, chúng ta coi một số yếu tố điều hòa phiên mã khác nhau đã được xác định đóng vai điều hòa đối với nhiều quá trình trao đổi chất khác nhau ở thực vật. Ví dụ như người ta thấy yếu tố điều hòa phiên mã là NTIF32 ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi và hình thành nicotine. Yếu tố điều hòa phiên mã PNIF1 ảnh hưởng đến quá trình trao đổi hình thành các saponin. Yếu tố điều hòa phiên mã MDMYC2 ảnh hưởng đến quá trình trao đổi hình thành anthocyanin. Yếu tố điều hòa phiên mã MDMYC2 và MDSY5 ảnh hưởng quá trình trao đổi hình thành anthocyanin. Đây chỉ là một số ví dụ mà những những phát hiện gần đây người ta đã xác định được và trong những năm sắp tới chắc chắn để tìm hiểu cũng như tiến tới tìm ra các biện pháp kiểm soát quá trình trao đổi chất. Càng ngày người ta càng cố gắng để xác định được nhiều yếu tố điều hòa phiên mã khác nhau, ảnh hưởng đến từng hoạt động trao đổi chất khác nhau. Đầu tiên với hoạt động trao đổi chất ở thực vật, chúng ta cần phải bắt đầu với các chuỗi trao đổi chất liên quan đến quá trình đồng hóa siêu 2 trong quá trình quang hợp. Chúng ta đều thấy hoạt động quang hợp có nghĩa là hoạt động đồng hóa liên quan đến ánh sáng Do đó tiếng Việt được gọi là quá trình quang hợp Và quá trình này là quá trình sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời Để đồng hóa tạo ra các sản phẩm hữu cơ Và năng lượng có được từ hoạt động đồng hóa ở quang hợp Là năng lượng sinh học đầu vào đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của sự sống trên trái đất Về cơ bản chúng ta đều đã từng biết ở nhiều cấp học khác nhau Phản ứng cơ bản của quang hợp là sẽ tích hợp CO2 trong không khí cùng với hoạt động hấp thu nước tận dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để đồng hóa tạo ra sản phẩm hữu cơ được biểu tượng bằng phân tử đường C6H12O6 đồng thời sẽ giải phóng ra oxy phân tử để cung cấp cho nhiều quá trình sống khác đặc biệt là hoạt động sống của động vật và con người về cơ bản hoạt động chuyển hóa từ CO2 thành các phân tử hữu cơ được biểu tượng bằng phân tử đường C6H12O6 sẽ được diễn ra trong một chu trình đồng hóa tuy nhiên để chu trình này xảy ra được thì chu trình này cần có vai trò của năng lượng sinh học là ATP như chúng ta thấy ở đây, một chu trình như vậy sử dụng 18 ATP, gồm 12 ATP ở vị trí này và 6 ATP ở vị trí này và năng lượng điện tử là NADPH ở đây. Vấn đề là năng lượng này lấy ở đâu? Năng lượng này gồm có ATP và NADPH. Có được thì lại cần đến một phản ứng trước đó, đó thường được gọi là pha sáng của quá trình quang hợp. Ở pha sáng của quá trình quang hợp thì từ năng lượng ánh sáng mặt trời thông qua quá trình hấp thụ của diệp lục tố và gây kích hoạt diệp lục tố và các sắc tố quang hợp sẽ tạo ra dòng điện tử ở hai hệ thống hấp thu ánh sáng trong hệ thống quang hợp và sự vận hành của chuỗi vận chuyển điện tử này đã giúp tạo ra năng lượng ATP thông qua enzyme ATP synthase là một enzyme chúng ta đã nói khá nhiều ở nội dung trước đồng thời cũng sẽ tạo ra phân tử là NADPH là năng lượng điện tử chúng ta cũng đã nói trước đây đồng thời ở quá trình này thì năng lượng ánh sáng đó cũng làm quang phân ly phân tử nước để giải phóng ra oxy để cung cấp điện tử cho chuỗi vận chuyển điện tử này đồng thời giải phóng ra oxy cung cấp vào khí quyển vì hoạt động cơ bản này liên quan đến các quá trình vật lý nên tạm thời chúng ta chỉ nói một cách vắn tắt để hiểu rằng làm sao để có được ATP và NADPH ở trong các nội dung về sinh lý thực vật chúng ta sẽ nói rõ hơn quá trình này diễn ra một cách chi tiết như thế nào còn đối với nội dung sinh hóa chúng ta chỉ hiểu rằng như vậy hai dạng năng lượng là ATP và NADPH đã được tạo ra thông qua phản ứng ánh sáng để từ ATP và NADPH này dùng vào hoạt động đồng hóa CO2 tạo ra các phân tử hữu cơ. Sau khi có được ATP và NADPH đó thì quá trình đồng hóa hữu cơ sẽ được xảy ra. Tuy nhiên, việc đồng hóa đó sẽ khác nhau tùy theo các nhóm thực vật khác nhau và về cơ bản thì hiện nay người ta phân ra làm 3 nhóm thực vật gồm có thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM. Đầu tiên, chúng ta nói đến Việc đồng hóa ở nhóm thực vật gọi là thực vật C3, đây là nhóm thực vật hiện diện phổ biến nhất, chiếm khoảng 95% tất cả các thực vật trên thế giới. Và hình thức đồng hóa CO2 của thực vật này cũng mang tính bao quát nhất và chúng đồng hóa theo một quá trình đã được phát hiện bởi nhà sinh hóa học là Menvin Canvin từ năm 1950 và vì được phát hiện bởi nhà sinh hóa học là Menvin Canvin. Do đó, chu trình đồng hóa này còn được gọi là chu trình Canvin hoặc còn gọi là chu trình C3 bởi vì sản phẩm đầu tiên được tạo ra ở chu trình này có 3 carbon, do đó được gọi là chu trình C3 và những thực vật sử dụng duy nhất chu trình đồng hóa này thì được gọi là thực vật C3 và như đã nói có đến 95% thực vật trên trái đất sử dụng đồng hóa duy nhất trên cơ sở của chu trình Canvin này. Chu trình được phát hiện bởi Canvin cho thấy để đồng hóa CO2 thì thực vật sẽ dùng một phân tử có 5 carbon là Ribulose biphosphate như chúng ta thấy đây sẽ kết gắn với CO2 và CO2 có nghĩa rằng chỉ có một carbon. Như vậy, một phân tử 5 carbon sẽ gắn với một phân tử có một carbon sẽ hình thành 6 carbon. Tuy nhiên, 6 carbon này sau đó để được cắt làm đôi, do đó sẽ hình thành ra phân tử có 3 carbon đầu tiên. Và vì có 3 carbon đó là lý do chu trình Calvin còn được gọi là chu trình C3 là như vậy. Và enzyme để thực hiện bước đầu tiên này là enzyme Rubisco. Về tổng thể của chu trình này, chúng ta thấy để đồng hóa 3 phân tử CO2 thì sẽ sử dụng 3 phân tử ribulose bisphosphat. Như vậy với 3 phân tử mỗi phân tử có 5 carbon tức là 15 carbon đồng hóa với 3 phân tử CO2 tổng cộng có 18 carbon sẽ tạo ra 6 phân tử có 3 carbon tức là 6 phân tử phosphoglycerate. Nhờ có năng lượng của ATP và NADPH thì 6 phân tử phosphoglycerate sẽ chuyển hóa dần dần thành 6 phân tử glyceraldehyde 3-phosphat và 6 phân tử glyceraldehyde 3-phosphat đó sẽ giải phóng ra khỏi chu trình 1 phân tử còn lại 5 phân tử glyce tiếp tục tồn tại bên trong chu trình. Như vậy ở đây 6 phân tử tương đương với 18 carbon ở giai đoạn này đã giải phóng ra một phân tử còn lại và 5 phân tử glyceraldehyde tiếp tục ở lại trong chu trình sẽ chuyển hóa ngược lại về phân tử ban đầu là phân tử có 5 carbon là ribulose Quá trình này cũng cần có sự có mặt của năng lượng ATP như chúng ta thấy đây. Về mặt tổng thể, chúng ta cũng thấy chu trình này thực hiện một cách đều đặn. Nếu như ở đây sử dụng 3 phân tử, một phân tử có 5 carbon thì chỗ này chúng ta có là 15 carbon tất cả cộng với 3 CO2 là có 18 carbon thì chỗ này có 6 phân tử cũng là 18 carbon. Tiếp tục các chuyển hóa đây là 6 phân tử khu vực này cũng là tổng thể có 18 carbon. Sau khi đã giải phóng ra một phân tử có 3 carbon, tức là chỉ còn lại 15 carbon gồm có 5 phân tử. Qua các bước chuyển hóa trung gian trở về ban đầu là 15 carbon với 3 phân tử đường ribulo biphosphat ban đầu ở đây. Như vậy chúng ta thấy một chu trình cứ đồng hóa 3 CO2 thì sẽ giải phóng ra một dẫn xuất của phân tử đường CO là glyceraldehyde 3 phosphat ở đây. Từ phân tử đường glyceraldehyde 3 phát này tùy tình trạng của tế bào cũng như cơ thể thực vật glyceraldehyde có thể chuyển hóa để hình thành dẫn xuất đường 6 carbon là phúc tô 6 phút phát để sau đó chuyển hóa tiếp tục thành tinh bột nhưng cũng có thể từ glyceraldehyde 3 phút phát sẽ chuyển hóa thành đường phúc tô 6 phút phát nhưng sau đó chuyển hóa thành đường saccharo tức là đường disaccharide việc chọn lựa hình thành ra đường saccharo hay hình thành tinh bột là tùy theo nhu cầu cũng như tình trạng của cây nếu như sản phẩm quang hợp sẽ dùng để vận chuyển sang các loại mô khác các khu vực khác của cây thì khi đó từ chu trình canvin sẽ hình thành ra đường saccharo. Tuy nhiên, nếu như không cần thiết để cung cấp cho các bộ phận khác của thực vật thì sản phẩm của chu trình Calvin sẽ chuyển hóa thành tinh bột, tức là một sản phẩm dự trữ. Như vậy, chúng ta cũng phải thấy rằng quá trình quang hợp như hiểu một cách đơn giản là việc đồng hóa CO2 kết hợp với nước để tạo ra đường 6 carbon C6H12 6 và giải phóng oxy chỉ là phản ứng tổng quát để hiểu một cách bao quát về quá trình quang hợp. Còn trên thực tế thì quá trình đồng hóa này chu trình Calvin không tạo ra đường 6 carbon mà chỉ tạo ra dẫn suất đường 3 carbon cơ bản là glyceraldehyde 3 -phốt phát và tùy theo tình trạng glyceraldehyde 3 -phốt phát có thể chuyển thành đường 6 carbon là gluco hoặc fructose rồi sau đó hình thành ra đường saccharo hoặc hình thành tinh bột tùy theo nhu cầu cụ thể cũng như tình trạng trao đổi chất của thực vật trong từng thời điểm nhất định về cơ bản toàn bộ quá trình đồng hóa của quang hợp liên quan đến một hệ rất nhiều các enzyme như chúng ta thấy được liệt kê ở đây tuy nhiên trong quá trình này enzyme đóng vai trò quan trọng nhất quyết định hiệu quả của quá trình quang hợp là enzyme ở bước đầu tiên với tên gọi là ribulo 15 năm carboxyla oxygena hoặc viết tắt là enzyme rubitco ở trên hình này chúng ta thấy enzyme rubitco tức ribulo 15 năm carboxyla oxygena kết gắn giữa phân tử năm carbon là ribulo bifosphat với CO2 ở trong vùng hoạt động của enzyme ở đây. Và như chúng ta đã nói trước đây, enzyme này vùng hoạt động của chúng không chỉ kết gắn được với một CO2 mà có thể gắn cùng lúc 8 CO2 trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên cũng là đặc tính của enzyme này do tính đặc hiệu không cao nên enzyme này có thể kết gắn ribulo 15 bifosfat với CO2 khi đó chính là phản ứng carboxin hóa tức là phản ứng quang hợp thông thường. Tuy nhiên trong một điều kiện khác, enzyme này cũng có thể lại gắn ribulo bifosfat với oxy để chuyển hướng phản ứng theo một chiều trái ngược tạo ra một phản ứng đặc biệt diễn ra ở thực vật C3 đó là phản ứng quang hô hấp. Quang hô hấp khác biệt hoàn toàn với hô hấp bình thường bởi vì chúng xảy ra trong lục lạc trong khi phản ứng hô hấp bình thường là xảy ra ở trong ti thể. Tuy nhiên vì liên quan đến quá trình kết gắn với oxy do đó được đặt tên là quá trình quang hô hấp. Quá trình quang hô hấp diễn ra do một đặc thù đó là bởi vì enzyme Rubico là một enzyme nhạy cảm với ánh sáng mạnh và có ái lực với CO2 giới hạn trong khi lại có ái lực tức là sức hút với oxy khá cao trong điều kiện nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh và vì có đặc thù xúc tác kết gắn cả với CO2 và với oxy do đó enzyme này được coi là có tính hai mặt và nếu như mặt thứ nhất là đồng hóa kết gắn với CO2 tạo ra phản ứng quang hợp hết sức có ý nghĩa thì mặt thứ hai khi kết gắn với oxy tạo ra phản ứng quang hô hấp là phản ứng không những không tạo ra đường mà còn làm phân hủy những đường đã tích lũy và đây là một quá trình không có lợi về mặt hiệu quả đồng hóa phản ứng quang hấp này sẽ diễn ra khi ánh sáng quá mạnh cũng như nhiệt độ quá cao thường diễn ra vào buổi trưa do đó nó trở thành một hạn chế của thực vật C3 làm giảm hiệu quả đồng hóa vào các buổi trưa nắng với nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Như vậy, nếu như quá trình đồng hóa carbon theo chu trình Calvin xảy ra hoàn toàn ở trong lục lạc thì hiện tượng quang hấp là một nhánh rẽ liên quan đến sự hoạt động của cả lục lạc với peoxisom và ti thể với sự tham gia của chuỗi được xác định bao gồm 10 enzyme khác nhau ở ba bảo quan khác nhau. Có một vấn đề là hiện tượng quang hấp là một mặt trái của phản ứng quang hợp làm giảm hiệu quả của quá trình quang hợp trong điều kiện nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh cũng như một số điều kiện bất lợi khác. Tuy nhiên tại sao một hiện tượng bất lợi như vậy lại vẫn xảy ra? Hiện nay cũng có một số giả thiết đưa ra rằng hiện tượng quang hấp vẫn tồn tại. Có lẽ nó liên quan đến chức năng bảo vệ cho hoạt động quang hợp trong những điều kiện khắt khe. Nó trở thành như một van xả để tránh những ức chế gây ra trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng dư thừa cũng như là một quá trình có thể giúp để ngăn ngừa sự hình thành các gốc oxy hoạt hóa gây hại cho tế bào. Người ta cũng cho rằng khi hiện tượng quang hấp xảy ra thì liên quan đến quá trình hình thành ra NADH có thể giúp để thực vật hấp thụ nitrat thuận tiện hơn hoặc cũng có những lý giải cho rằng hiện tượng quang hấp liên quan đến quá trình sản sinh ra peroxit tức H2O2 và nó trở thành một chuỗi tín hiệu liên quan đến chuỗi các phản ứng đối phó với các điều kiện bất lợi gây ra bởi yếu tố môi trường song hành với hoạt động quang hợp ngoài sự hiện diện của quá trình quang hấp cũng có một quá trình riêng lẻ khác được gọi là hiện tượng hô hấp lục lạp khác với quá trình hô hấp bình thường bởi vì chúng xảy ra trong lục lạc theo một cơ chế khác ở đó các năng lượng điện tử NADPH mất điện tử và dẫn đến quá trình phản ứng với oxy tự do gây nên hiện tượng hấp thụ oxy ở trong lục lạc. Chính vì vậy hiện tượng này được gọi là hiện tượng hô hấp lục lạc. Nếu như bình thường chúng ta thấy NADPH cần thiết để phục vụ cho chu trình canvin để đồng hóa CO2 tạo ra đường thì hiện tượng hô hấp lục lạc làm thất thoát một phần NADPH phản ứng với oxy. Điều này cũng một phần hạn chế hiệu quả của quá trình quang hợp. Tuy nhiên quá trình này người ta cũng cho rằng nó có vai trò như một cơ chế để bảo vệ bộ máy quang hợp trong điều kiện ánh sáng không không phù hợp cũng như một số điều kiện bất lợi liên quan đến sự hình thành của các gốc oxy hoạt hóa quá nhiều ở trong lục lạc quá trình quang hợp liên quan đến ánh sáng và trong các enzyme liên quan quá trình quang hợp người ta đã xác định ngoài enzyme rubico thì còn bốn enzyme khác như glyceraldehyde ba 3 phốt phát như fructo 16 bi phốt phát như sedo 17 bi phốt và Ribulose 5 phốt phát kina có mức độ hoạt động khác nhau tùy theo mức độ ánh sáng người ta cho rằng mức độ chiếu sáng khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến các cầu nối đi của các enzyme qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các enzyme này Nếu như các thực vật C3 thực hiện quá trình quang hợp dựa hoàn toàn trên phản ứng đồng hóa là chu trình canvin với một số hạn chế nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả quang hợp, đặc biệt trong các điều kiện nhiệt độ và ánh sáng không phù hợp làm cho sự phát triển, sự sinh trưởng của thực vật C3 gặp nhiều hạn chế trong điều kiện môi trường có ánh sáng và nhiệt độ dư thừa. Để khắc phục điều này, một nhóm thực vật khác đã có những biến chuyển trong phản ứng đồng hóa CO2 để tạo ra một hình thức quang hợp có hiệu quả cao hơn trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng dư thừa, đó là ở nhóm thực vật C4. Nhóm thực vật C4 thì chiếm khoảng từ 3 đến 4% tổng số thực vật trên trái đất. Và như tên gọi C4, điều này có cũng có nghĩa rằng chu trình quang hợp của nhóm thực vật này sẽ tạo ra sản phẩm đầu tiên có 4 carbon, đó là lý do tên gọi của chu trình còn được gọi là chu trình quang hợp C4 đã được phát hiện bởi hai nhà khoa học là Hans Haas và Roger từ những năm 1966, số lượng của các thực vật C4 thì ít hơn thực vật C3 rất là nhiều. Tuy nhiên hiện nay người ta cũng thống kê lại thực vật C4 sẽ hiện diện ở vào khoảng 5.000 loài thực vật thân cỏ, 1.300 thực vật thân ngầm và 1.800 loài thực vật hai lá mầm phổ biến nhất của thực vật C4 đối với các cây trồng quen thuộc là các cây như cây bắp, cây mía và cây rau dền. Những thực vật này quang hợp theo hình thức quang hợp C4 có hiệu quả quang hợp cao vượt trội so với thực vật C3, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt đới có nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Bản thân mối quan quan hệ giữa thực vật C3 và thực vật C4 là một quá trình tiến hóa để dẫn đến sự hình thành nhóm thực vật C4 có hiệu quả quang hợp cao hơn trong điều kiện nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Quá trình này vẫn đang tiếp tục diễn ra trong tự nhiên và đến nay ngoài nhóm thực vật C4 người ta lại thấy có một nhóm thực vật đang trong quá trình tiến hóa đó là những cây trung gian giữa C3 và C4. Ví dụ như loài Antenantera dentata tức là cây mắt nai, một cây cảnh rất gần với cây rau dền. Tuy nhiên trong khi cây rau dền là thực vật C4 thì cây này lại là cây trung gian giữa C3 và C4. Nếu như thực vật C4 thông qua những biến đổi đã gần như loại bỏ hầu hết được hiện tượng quang hô hấp không có lợi cũng như đạt được một số chỉ số về hiệu quả quang hợp cao hơn thì các thực vật trung gian giữa C3 và C4 đạt được những chỉ số cao hơn thực vật C3 nhưng vẫn thấp hơn so với thực vật C4 điển hình. Ở thực vật C4 chúng sẽ phản ứng đồng hóa CO2 bằng cách dùng phân tử phosphoenol pyruvate gắn với CO2 để tạo ra sản phẩm đầu tiên có 4 carbon là oxaloacetate để tiếp tục phân tử có 4 carbon này chuyển thành một phân tử 4 carbon tiếp theo là malat điều đặc biệt là từ phân tử malat này sau đó lại chuyển hóa thành một phân tử có 3 carbon khá quen thuộc là pyruvate và khi một phân tử có 4 carbon chuyển hóa thành phân tử có 3 carbon thì chúng giải phóng CO2 ra và khi đó CO2 này sẽ lại đi vào chu trình canvin để từ đó đồng hóa giống như thực vật C3 để hình thành ra đường như vậy hình thức quang hợp C4 là một hình thức phức tạp hơn ở trong thực vật C4 vẫn có hình thức thực vật C3 tức đồng hóa theo chu trình canvin nhưng bổ sung với chu trình canvin thì thực vật C4 thực hiện thêm một vòng chuyển hóa mới và trong chu trình chuyển hóa này tạo ra sản phẩm đầu tiên là một phân tử có 4 carbon và vai trò của chu trình bổ sung thêm này chỉ là một chu trình đóng vai trò bơm CO2 từ bên ngoài vào bên trong để cung cấp cho chu trình canvin mặc dù chu trình theo hình thức quang hợp C4 có những phức tạp nhiều hơn tuy nhiên thông qua hình thức này hiện tượng quang hấp thường xảy ra như thực vật C3 đã không còn xảy ra nữa bởi vì nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng quang hấp là vấn đề của enzyme Enzym Rubisco thì enzyme Rubisco ở thực vật C4 đã được đặt vào một điều kiện tốt hơn, luôn luôn được bơm đầy đủ CO2, không bị tác động bởi nhiệt độ cao và ánh sáng dư thừa, do đó phản ứng đồng hóa CO2 xảy ra lấn lướt so với quá trình quang hô hấp. Do đó về mặt nguyên tắc người ta thấy rằng ở thực vật C4 không còn có hiện tượng quang hô hấp, có nghĩa rằng thực vật C4 vẫn quang hợp một cách hiệu quả vào các buổi trưa khi mà nhiệt độ quá cao và ánh sáng dư thừa. Việc tạo nên được hiệu quả vượt trội như vậy của thực vật C4 cũng nhờ bởi vì quá trình đồng hóa ở thực vật C4 sử dụng enzyme đồng hóa đầu tiên là enzyme phosphoenol pyruvate carboxyla. Đây là một enzyme có ái lực gắn kết với CO2 mạnh hơn, có khả năng chịu được nhiệt độ, chịu được ánh sáng tốt hơn so với enzyme Rubisco. Về cơ bản, khi hình thành nên hình thức quang hợp ở thực vật C4 thì các enzyme quang hợp ở thực vật C4 đã được tăng cường hoạt động với 9 enzyme như được liệt kê ở trên bảng. Trong đó, vai trò chủ chốt để làm cho hình thức quang hợp này mang lại hiệu quả cao nhất đó là nhờ enzyme phosphoenol pyruvate carboxyla. Tính ưu việt của quá trình đồng hóa CO2 theo con đường của thực vật C4 so với thực vật C3 là rất rõ ràng, đặc biệt trong điều kiện nhiệt đới với nhiệt độ cao và ánh sáng dư thừa. Chính vì vậy, nhu cầu để chuyển hóa hình thức thực vật C4 cho các cây thực vật C3 truyền thống luôn được con người mong đợi. Nếu như thực vật C4 có cây điển hình là cây bắp, trong khi đó, một cây trồng tương tự cùng thuộc họ hòa thảo là cây lúa là một cây lương thực quan trọng với toàn thế giới, nhưng cây lúa lại quang hợp theo hình thức C3 nên mong muốn để biến cây lúa có thể quang hợp theo hình thức C3. C4 giống như quang hợp ở cây bắp đã được rất nhiều người mong muốn thực hiện và trên thực tế dự án để chuyển cây lúa quang hợp theo hình thức quang hợp C4 đã được hiện và dự án cải tiến giống lúa để đưa khả năng quang hợp theo hình thức C4 vào cây lúa đã được các nhà khoa học chú ý và tập trung giải quyết. Tuy nhiên đây là một công việc khó khăn đòi hỏi rất nhiều công việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sinh học phân tử đến sinh hóa sinh lý và khoa học cây trồng cùng kết hợp cũng như đòi hỏi một nguồn lực tài chính lớn kéo dài trong nhiều năm. Do đó mặc dù đã triển khai từ năm 2009 Tuy nhiên dự án này hiện nay cũng chỉ đi được nửa đường và hứa hẹn rằng có thể tạo ra cây lúa C4 vào khoảng những năm 2030. ngoài hình thức quang hợp C3 và C4, thực vật còn một nhóm thứ ba quang hợp theo hình thức được gọi là thực vật CAM viết tắt từ, từ chữ Grassulacean Acid Metabolism. Nhóm thực vật này hiện nay chiếm vào khoảng 1% còn lại và chúng trải rộng trong khoảng 34 họ thực vật với hơn 20.000 loài khác nhau. Đặc biệt của các thực vật quang hợp theo hình thức CAM là các thực vật rất tiết kiệm nước, đó là các nhóm cây xương rồng bao gồm các cây như trồng như thanh long, cây nha đam, cây sống đời, các nhóm cây họ dứa gồm có dứa ăn và các loại dứa sợ và các cây thuộc nhóm cây phong lan, đây đều là những cây chúng có khả năng sử dụng nước rất hiệu quả với nhu cầu sử dụng nước ít hơn các loại nhóm thực vật khác và nhóm thực vật tiết kiệm nước này đã có những cải biến về quang hợp so với các thực vật C3 truyền thống để sử dụng nước một cách tiết kiệm hơn ở các cây trồng thuộc nhóm CAM thay vì mở khí khổng vào ban ngày thì các thực vật này lại mở khí khổng vào ban đêm khi mà nhiệt độ thấp hơn làm cho cây ít bị mất nước hơn khi đó khí khổng mới mở ra để hút CO2 vào và khi CO2 được hút vào ở thực vật CAM thì CO2 đó cũng sẽ được enzyme phosphoenolpyruvate carboxylase giống như enzyme ở thực vật C4 chuyển hóa thành axit malic và dự trữ trong không bào. Đó là các phản ứng diễn ra vào ban đêm. Vào sáng ngày hôm sau thì axit malic từ trong không bào sẽ được đưa ra khỏi không bào và chuyển hóa thành CO2 đi vào chu trình canvin để từ đó tổng hợp ra đường tương tự như ở thực vật C3. Như vậy thực vật CAM cũng là một nhánh tiến hóa từ thực vật C3 mà ra. Chúng vẫn sử dụng chu trình Calvin trong quá trình quang hợp. Tuy nhiên được bổ sung thêm cơ chế hấp thụ CO2 vào ban đêm cũng như dự trữ CO2 vào ban đêm giúp hạn chế hiện tượng mất nước qua bề mặt khí khổng và với những cải biến này thực vật CAM đã có khả năng tiết kiệm nước rất hiệu quả và có thể sinh sống được ở trong những điều kiện khô hạn rất cao mà thực vật C3 không thể tồn tại được như vậy tóm lại đến nay ba hình thức đồng hóa carbon cơ bản ở thực vật gồm có nhóm thực vật C3 thực vật C4 và thực vật CAM trong đó thực vật C3 là các thực vật phổ biến với quá trình đồng hóa dựa hoàn toàn vào chu trình canvin trong khi đó thực vật C4 thì cùng với chu trình canvin được bổ sung thêm một chu trình đồng hóa C4 để tăng khả năng chịu được nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh cũng như tăng khả năng đồng hóa CO2 cao hơn so với thực vật C3. Còn đối với thực vật CM thì trên cơ sở chu trình Canvin, thực vật CM đã bổ sung thêm quá trình hút CO2 và dự trữ CO2 này dưới dạng axit malic vào ban đêm để giúp không bị mất nước nhiều vào ban ngày và sản phẩm được tạo ra từ chu trình Canvin bước đầu là một phân tử đường CO là glyceraldehyde sau đó tùy theo điều kiện chúng sẽ chuyển hóa thành tinh bột hoặc đường saccharo như vậy mặc dù có thể có những biến thể theo hình thức C4 hoặc CAm tuy nhiên tất cả các thực vật đều diễn ra chu trình Calvin ở đó thông qua chu trình này sẽ sản sinh ra phân tử đường triose là glyceraldehyde từ sau chu trình Calvin có thể sẽ tiếp tục tạo ra đường hexo để từ đó dẫn suốt tạo ra tinh bột trong quá trình này người ta cũng thấy có thể sẽ có những trường hợp cũng sẽ tạo ra các chuỗi oligosaccharid khác nhau hoặc tạo ra đường manto ở trong lục lạp theo một hướng khác từ sản phẩm của chu trình Calvin cũng có thể chuyển hóa thành các đường hexo như gluco hoặc fructo, tiếp theo sẽ chuyển hóa thành đường saccharo để vận chuyển đường dài đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể của thực vật. quá trình quang hợp diễn ra được liên quan đến một phân tử đặc biệt là chlorophyll và chlorophyll là một đại phân tử với kích thước rất lớn và cũng rất đặc biệt việc hình thành và phân hủy chlorophyll cũng là một quá trình sinh hóa khá phức tạp và quá trình này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quang hợp của thực vật và về mặt thực tế bên cạnh ảnh hưởng của chlorophyll đối với quá trình quang hợp quá trình phân hủy chlorophyll cũng được chú ý rất là nhiều đối với sản phẩm rau quả sau khi thu hoạch vì chlorophyll là một đại phân tử rất lớn về mặt cấu trúc và phức tạp về mặt hóa học trong chlorophyll lại có hai loại chlorophyll cơ bản là chlorophyll A và chlorophyll B. Do đó, về tổng thể quá trình tổng hợp chlorophyll là một quá trình kéo dài, có một số điểm mấu chốt chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên, chlorophyll được hình thành trên cơ sở của axit amin là glutamate, là một trong các axit amin quan trọng của sự sống cũng như của thực vật. Giai đoạn đầu tiên, từ glutamate sẽ chuyển hóa từ từ để thành phân tử là porphobilinogen, tức là hình thành một góc của phân tử chlorophyll. Bốn đơn vị porphobilinogen sau đó sẽ liên kết đóng vòng tạo thành một hợp chất dị vòng. Đến giai đoạn này, phân tử hình thành là uroporphyrinogen đã có cấu trúc tương đối giống cấu trúc phân tử chlorophyll, tuy nhiên vẫn chưa có nguyên tử magie nằm ở trung tâm của phân tử. Từ phân tử này tiếp tục sẽ diễn tiến, sau đó đến giai đoạn sẽ kết gắn nguyên tử magie vào trong phân tử để hình thành ra hỗn hợp là magie protoporphyrin trong đó magie nằm ở trung tâm của phân tử và vòng phía bên ngoài được gọi là vòng porphyrin và sau khi đã kết gắn với nguyên tử magie ở trung tâm sẽ tiếp tục có một số chuyển hóa nhỏ tiếp theo để hình hình thành ra một phân tử tương tự như chlorophyll A được gọi là chlorophyll light -like A và bước tiếp theo thì chlorophyll light -like A sẽ gắn thêm một đuôi phytin 20 carbon để hình thành ra chlorophyll -A. và giữa chlorophyll A và chlorophyll B là hai phân tử rất là tương tự nhau để tạo ra chlorophyll B thì chlorophyll light -like A sẽ chuyển hóa để hình thành chlorophyll light -like B và cũng tương tự như hướng để chuyển hóa hình thành ra chlorophyll A thì chlorophyll light -like B sẽ gắn thêm một đuôi phytin 20 carbon để hình thành ra chlorophyll B tổng thể chúng ta thấy quá trình tổng hợp ra hai phân tử là clorophyll A và, và B là một chuỗi và nứng kéo dài và thường chúng sẽ cần đến sự tham gia của 18 enzyme khác nhau trong đó có những bước chuyển hóa mấu chốt như được in xanh đậm ở trên danh sách này ở trong lục lạp thì diễn tiến của các giai đoạn sẽ từ từ diễn ra và sau đó cuối cùng clorophyll A hoặc clorophyll B sẽ được hình thành và ráp nối để tạo thành các hệ thống quang hóa nằm trên bề mặt của màng thylakoid bên trong lục lạp trong hình là chúng ta thấy ghi lại chi tiết các bước chuyển hóa hình thành chlorophyll từ axit amin là glutamate hoặc glutamic acid. Nếu như quá trình tổng hợp ra chlorophyll là khá phức tạp thì bản thân quá trình phân hủy chlorophyll cũng là một quá trình phức tạp và việc hiểu về quá trình phân hủy chlorophyll cũng chỉ được biết đến trong khoảng hai chục năm trở lại đây và việc tìm hiểu quá trình phân hủy chlorophyll cũng rất quan trọng bởi vì quá trình phân hủy chlorophyll thực sự lại liên quan đến quá trình tái điều động dinh dưỡng ở lá cũng như là ở toàn bộ thực vật như chúng ta thấy trong phân tử chlorophyll có có chứa 4 nguyên tử nitơ và người ta thấy rằng việc tái sử dụng phân tử chlorophyll liên quan đến việc tái sử dụng nitơ ở trong cây và người ta thấy thông qua hoạt động phân hủy chlorophyll thì có thể từ 40 cho đến 90 phần trăm nitơ được tái sử dụng ở các loài thực vật khác nhau bên cạnh đó đương nhiên cũng liên quan đến quá trình tái sử dụng các nguyên tố đa lượng và vi lượng khác ngoại trừ canxi bởi vì canxi là một nguyên tố thường nằm ở vách tế bào và không liên quan đến quá trình tái sử dụng các nguyên tố có ở trong thành phần của lá ngoài ra vì chlorophyll lại là một phân phân tử liên quan đến các phản ứng ánh sáng và nếu như sử dụng một phân tử có khả năng phản ứng với ánh sáng như vậy mà lại không còn có giá trị thì phân tử đó có thể sẽ hình thành ra các gốc oxy hoạt hóa ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào do đó bản thân quá trình phân hủy chlorophyll dường như cũng đã được tối ưu hóa để làm sao chúng mau chóng biến phân tử chlorophyll thành ra một gốc không còn màu sắc và không phản ứng với ánh sáng nữa để hạn chế tạo ra các độc tố tế bào và gốc không độc đó chính là phyllobilin đối với một số loại nông sản rau hoặc trái cây xanh sau thu hoạch có thể có quá trình mất màu đó chính là liên quan đến quá trình phân giải của chlorophyll do đó việc tìm hiểu về quá trình phân giải chlorophyll cũng rất có giá trị trong vấn đề làm sao duy trì được chất lượng của các loại nông sản này về tổng thể quá trình phân hủy chlorophyll sẽ bắt đầu diễn ra từ lục lạp nhưng sau đó chúng sẽ tạo ra các sản phẩm sơ cấp đầu tiên là philobilin là những phân tử vẫn còn duy trì các phản ứng huỳnh quang là PFCC tức là những dẫn xuất chlorophyll còn phản ứng với huỳnh quang sơ cấp sau đó phân tử này sẽ được được đưa ra khỏi lục lạc và tùy theo điều kiện khác nhau các phân tử này sẽ tiếp tục được chuyển hóa để đưa vào trong không bào là nơi sẽ dự trữ những thành phần sinh hóa học dư thừa hoặc một số chất thải của tế bào. Các giai đoạn phân giải từ từ phân tử chlorophyll chúng ta sẽ thấy đầu tiên sẽ là giai đoạn khử gốc CHO ở chlorophyll b sau đó cả chlorophyll a và chlorophyll b sẽ được loại bỏ nguyên tử magie để hình thành ra phân tử không có magie là phyophytin tuy nhiên phiophitin vẫn có một gốc phytin dài thì sau đó gốc phytin dài này cũng sẽ được cắt bỏ và phần nhân porphyrin còn lại tiếp tục sẽ chuyển hóa để hình thành ra một trung gian quan trọng gọi là pheophorbide. Tiếp tục pheophorbide này sau đó tùy theo điều kiện của tế bào cũng như điều kiện pH sẽ chuyển hóa thành một số dẫn xuất khác nhau với mức độ thay đổi khác nhau và các sản phẩm dẫn xuất này là những chất thải sau đó sẽ được đưa vào trong không bào. Tuy nhiên nhìn chung thì các phân tử này người ta thấy thông qua quá trình phân hủy chlorophyll thì khả năng gây ra các gốc độc tố của chlorophyll sẽ được giảm đi cùng với quá trình phân giải này và đó là một việc hết sức cần thiết để đảm bảo cho chlorophyll không trở thành một độc tố đối với tế bào. Về tổng thể, các enzyme liên quan quá trình phân giải chlorophyll thường thường liên quan đến các enzyme khử ví dụ như chlorophyll b thì docta, chlorophyll a thì ductase. liên quan quá trình loại bỏ gốc magie khỏi vòng porphyrin thì đó là vai trò của enzyme magie dechlata. Nếu như trong quá trình tổng hợp chlorophyll cần có enzyme là magie dechlata để gắn magie vào vòng porphyrin thì quá trình phân giải chlorophyll lại cần một enzyme hoạt động theo hướng ngược lại đó là manganese deylata và với một số enzyme khử khác thì phân tử diệp tố sẽ trở thành các dẫn xuất không có tiềm năng gây độc đối với tế bào để có thể được vận chuyển và tái sử dụng ở một bộ phận khác của thực vật hoặc được dự trữ ở trong không bào nếu như nhìn vào cấu trúc cơ bản của chlorophyll bao gồm vòng porphyrin ở đó nằm ở trung tâm là nguyên tử manganese và porphyrin có chứa manganese này sẽ kết gắn với một đuôi hydrocarbon bao gồm 20 carbon liên kết theo một mạch thẳng đó là chuỗi phyt và cả quá trình tổng hợp và phân giải chlorophyll đều có những bước quan trọng liên quan đến cấu trúc này. Nếu như ở quá trình tổng hợp chlorophyll sẽ liên quan đến quá trình hình thành nên vòng porphyrin, sau đó gắn nguyên tử magie vào trung tâm của phân tử, cuối cùng sẽ là kết nối với đuôi phytin để hình thành ra phân tử chlorophyll là sản phẩm cuối cùng. Ngược lại, đối với quá trình phân giải chlorophyll cũng sẽ liên quan đến quá trình đầu tiên là tách nguyên tử magie ra khỏi vòng porphyrin, sau đó cắt đuôi phytin khỏi vòng porphyrin và cuối cùng là và vòng porphyrin sẽ được phân giải để chuyển hóa thành những phân tử không màu và không còn khả năng phản ứng kích hoạt bởi năng lượng ánh sáng để không hình thành ra các phân tử có tiềm tàng gây độc cho tế bào.